Đây là nói chung là thưa anh em ở trong cả nước thôi, còn ở cộng đồng nước ngoài nó bỏ, không phải như ông Năm nước tương, ông Năm cộng đồng đồng mạng hay là nước trong nước ngoài nước gì hết nha. Ở đây xin lỗi trước là những người chị em phụ nữ, tại vì trong đó có mẹ mình. Cái thứ hai là xin lỗi những cái anh người ta đàng hoàng, cái anh mấy chú mấy ông, nói chung là tôi nghe tôi bức xúc, mà tôi nói chung nói thẳng ra là tôi nói bằng sự thật. Còn cái kết nối yêu thương, ai cũng có cái tâm sự, ai cũng có cái điều buồn hết, nhưng mà mình kết nối yêu thương sao cho nó lành mạnh, mình kết nối yêu thương sao để cho xã hội người ta công nhận, cái thứ nhất. Cái thứ hai gia đình mình công nhận, chứ không phải lên lố lăng tới cái kiểu đó. Tại vì á, xin phép và xin lỗi trước, con chó cái thì nó phải có cái đuôi nó che, còn người phụ nữ Việt Nam mình ở trong đó có mẹ tôi và ông bà và các cô chú anh em chị em tôi. Nhưng mà tôi xin phép trước, những người ta đúng tôi không lố lăng, tôi không ấy. Còn những chị mà lên kết nối cộng đồng mạng mà như vậy là tôi cảm thấy tôi không hài lòng. Ở đây tôi nói thứ nhất, những người 60, 70 tuổi đầu rồi lên đòi Việt Kiều, Việt cái gì, chị có soi gương lại chưa? Lên làm cái tầm ảnh hưởng là tầm ảnh hưởng gia đình chị là cái thứ nhất, nhưng mà tầm ảnh hưởng thứ hai là xã hội, con cháu nó sẽ học hỏi theo. Nên cộng đồng mạng người ta ở đây, người ta lên mạng lên này nọ để chi? Để con cháu nó noi theo và học theo. Nhưng mấy chị ơi, mấy cô ơi, xin bớt đi. Covid á, mấy cô á, mấy chị có chích thì giỏi lắm là 5 mũi thôi, chứ tôi chích 7 mũi nhưng mà tôi vẫn nhớ được vị trí mình nằm đâu và ở đâu. Chứ mấy chị mới khùng khùng điên điên, rồi mấy chị 60, 70 tuổi đầu đi lên với số không chịu, người Việt Nam không chịu, phải Việt Kiều Úc, Việt Kiều Mỹ. Mà xin lỗi mấy chị, mấy chị có coi gương lại được không? Còn không có. Nói thằng em nè, nói thằng em nè, biết số điện thoại nè. Thằng này không giàu không nghèo, nhưng có thể mua được cho mấy chị cái gương, cái lược để mấy chị soi, chứ làm xấu mặt xấu mày. Còn như nhiều người người ta lên bình luận nhưng mà người ta không dám nói. Không dám nói là sao? Người ta sợ đụng chạm. Nhưng bản thân tôi không sợ chạm, tại vì mấy chị làm quá lố lăng mà quá mất cái phòng hùng tâm tử của người phụ nữ, của người Việt Nam, ông bà già xưa mình. Tôi cũng là cha mẹ, tôi sinh ra người Việt Nam, cũng ba mẹ tôi cũng là người Việt Nam. Nhưng mà tôi không bao giờ mà tôi thấy người Việt Nam nào như được như mấy chị. Mấy chị phải soi gương lại đi, mấy cô phải soi gương lại đi. Không, cái đó là tôi nói cái thành phần. Mấy chị còn đang lên trên trong tình trạng mà đi kiếm Việt Kiều, đi kiếm nhà, kiếm nhà cửa người ta. Mấy chị có ăn được không? Hay là này, tôi nói là xin lỗi trước nha. Hay là bây giờ xong rồi nó bỏ, nhưng mà mấy chị người ta cũng không có đủ được đâu. Tại vừa rồi tôi cũng nói nè, từ bà Quynh Quỳnh Hà tới các cái giờ mấy bà biến hết rồi. Còn mấy bà mấy chị bây giờ á, lên lộn tùm lum tùm la. Xin lỗi mấy chị, mấy chị phải suy nghĩ lại.
mấy chị không nghĩ cho bản thân mấy chị thì mấy chị phải nghĩ cho gia đình mấy chị đi, rồi con cháu mấy chị đi. Nhiều người á, từ nước ngoài người ta điện về á, rồi người ta nói là núi lờ núi này nọ, nhưng mà tôi nói thẳng mấy chị ăn nữa thì mấy chị bây giờ dưa leo cà chua cà tím là không bao giờ thọt đủ mấy chị đâu. Tôi xin phép xã hội, tôi xin phép cộng đồng, tôi không phải là tôi lố lăng hay là tôi mất dạy, nhưng mà những cái người này thì buộc phải nói dùng những từ đó. Năm mươi mấy sáu chục tuổi đầu không nói, bảy mấy sáu bốn sáu tám sáu chín lên tiền phải Việt kiều tôi mới chịu. Ngày ba bốn người vũ tôi yếu một phê tôi không đi. Mấy chị đâu có soi gương lại mấy chị đâu. Còn lên cộng màu đồng này á, mình là con người, mình có trái tim, mình có máu thịt, thì mấy chị phải đừng bao giờ nó phét nó dốc nó láo. Tại vì bản thân mấy chị á, có thể ở sớm người ta không biết mấy chị nha, chứ lên cộng đồng ai cũng đều biết hết. Tại vì con người ngu nhất cái xã hội người ta cũng phải hiểu. Còn mấy chị mới lên á, đòi Việt kiều việc này việc nọ. Đây tôi nói là có mẹ tôi cũng là người phụ nữ, nên tôi nói mấy chị mấy cô mấy gì đi, mẹ tôi cũng là phụ nữ, nhưng mà mình làm sao để cho người phụ nữ mình nó có giá trị. Còn mấy chị cứ lên đầu Việt kiều đủ mà mấy thằng Việt gian nó còn không chịu mấy chị nữa chứ đừng nói nữa. Việc mấy Việt gian á là biết là mấy thằng xã hội cận bã ở xã hội Việt Nam nó có thấy chị nó còn chê. Chứ mấy chị nghĩ đi phải lấy Việt kiều, nhiều cái YouTube đưa lên á Việt kiều Campuchia chịu không, chia không được. Mấy cái thằng Việt gian là mấy cái thằng gì xã hội ở Việt Nam á, nó còn không chịu mấy chị nữa. Mấy chị mà bỏ tiền ra nuôi nó chưa chịu chị nữa. Rồi mấy chị cứ mơ ước cao sang. Nên hải sản Thị Linh đó, nó ở Bình Dương nó lên clip nó nói hoài. Trời ơi cô ơi dì ơi cô lại mình đi. Mà sao mấy người này không biết nhục, nó không biết liêm sĩ. Lẽ bệnh viện bên Biên Hòa bây giờ đang sửa, nó bị thiếu người, thiếu chỗ nhốt, mà nó tung ra nó tại đó. Nên tôi nói cái lời này là coi mấy chị mà còn đang lên mạng, đang tìm những cái từ phần mặt đó, thấy không? Còn đây nè, bây giờ tôi nói tới đàn ông. Mấy chú bây giờ, mấy chú mà nổ á, giờ vắng hết rồi. Bây giờ còn đang nổi cộm lên là chú Năm Sầu Riêng. Ở đây chú Năm Sầu Riêng á, ông không tốt đẹp gì, kể cả cha ông không muốn nhập viện. Còn Duyên hồi chút xíu cô dân tôi sẽ nói sao, phải không? Còn đây chú Năm Sầu Riêng nè, con xin lỗi chú nha, chú cũng là đáng tuổi cha, đáng tuổi chú. Nhưng mà thôi chú bớt lại đi, chú đừng có nghe cái mấy thằng lưu tích mà cho mấy đồng bạc lẻ là lên cộng đồng để quay như vậy. Con nói thiệt với mấy chú, chú tồi hơn mà đứa con nít mới 3 tuổi hở ra đưa tay lên chào cộng đồng nước trong nước ngoài, nước ông nội ông. Bản thân ông phải nghĩ và biết suy xét. Bây giờ nè, cho đời ông có cùng cực đi hết cỡ nào đi chăng nữa, ông phải nghĩ con gái ông và ông nghĩ con trai ông. Thấy không? Cha ông đã chết rồi, ông quýnh cha ông ra nhập viện rồi, thấy không? Còn bây giờ ông nè, cuộc đời ông nó thì nó là xã hội này nó đem dục đem bỏ rồi, thì ông phải nằm đêm gác tay lên trắng suy nghĩ coi thằng cháu mình là tôi bà nè. Tôi kêu ông à, tôi không bà con dòng họ gì, nhưng mà ông lớn tuổi tôi kêu ông bằng chú, thấy không? Thì ông phải gác tay lên trắng suy nghĩ
cho con gái mình và con mình sau này nữa chú ạ. Hở ra đưa lên mấy thằng YouTube, đưa lên cái cộng, chào cộng đồng, chào anh em, chào nước trong nước ngoài, nước nào, nước nào bằng nước Việt Nam của mình không? Ông nè, ông coi cái clip này đi. Giờ cần thiết ông kêu cái thằng mà đưa clip, cần thiết tôi xuống tới Cần Thơ, thế like cho ông. Bản thân tôi ở đâu tôi cũng tới. Cái vụ mà ông 77 á, tôi điện xuống tới thằng cháu, thằng con nó lên tiếng xong tôi điện nè, mày giờ mày ở đâu tao xuống tới liền. Nhưng mà ở đây tôi nói chú nghe nè, mình già mình lớn tuổi rồi, nên là bữa có cái anh nào hay chú nào ông vô mình lận, ông nói ông á là xứng đáng hơn với bà già, bà già của cô Vân. Nhưng mà thực tế là bản chất và bản thân của ông cũng không có xứng đáng được với ai hết. Ông không bao giờ ông xứng đáng với ai đâu. Mình nhận xét lại con người mình đi chú. Nên là bữa con cô Vân á mà vừa điện, con của con dân á mới điện, phải không? Nói câu á, mày tao cho sòng phẳng. Bắt đầu nói trời ơi, đức hạnh, ông có đức hạnh không? Không, quýnh cha ông nhập viện. Tôi nói thiệt với ông á, nè bản thân tôi không phải là tốt lành gì hết. Xã hội cái gì người ta biết tôi biết, thì tôi cũng là thằng bấy nhầy rồi. Nhưng mà tôi phải còn có cái đạo đức của tôi sống ở đâu tôi biết ở đâu và ở đâu nên làm, chứ không phải lố lăng như tụi ông đâu. Còn cái chuyện mà ông á, người ta bình luận ông dỗ đích dỗ này nọ, đàn ông mình có quyền chú, tại vì mấy con đàn bà đó ngu thì nó đưa thì mình dỗ, thậm chí là chuyện đó bình thường chú à. Nhưng mà chú à, con chỉ nói chú một câu thôi, cái thứ đàn bà ngu thì mình không có tiếc rẻ, chơi đi qua được. Nhưng mà con phiên chú thôi, nghĩ cho con gái của chú, phải không? Con gái nhờ đức cha đó chú. Còn đàn ông mình, đàn bà đưa tới cứ bụp, cứ chơi, chứ đừng bao giờ để lên quay ba đứa cái thằng đức, mà để quay ba cái chuyện vớ vẩn. Tại vì à, chú còn ngu cái chú mấy đồng tiền bạc lẻ đó mà mất hết cả danh dự với chú, giặt quần lót quần lòng thế này nọ, phải không? Còn đây riêng tôi nói chú một câu nè, đàn bà tới mình bập xong, mình đủ xong chia tay. Tại vì cái thứ mà đàn bà tự động là xách cái quần mà lợi tới nhà mình thì mình ngại gì chú. Nhưng mà con phiên chú một điều vậy thôi, con gái nhờ đức cha, chú phải sao để chững chạc lại. Còn như thí dụ mình phải soi lại cái gương của mình đúng hay là sai trước đi, và mình mới phải phán người ta. Ông đã từng muốn cha ông nhập viện mà con gái của con dân á, thấy không? Nói câu đó các ông nói trời ơi, ông giả tạo á. Tôi nói thẳng với ông á, ông Năm Sự Riêng, ông có biệt danh Năm Khùng tôi cũng biết nữa. Tôi nói thẳng với ông nha. Nhưng mà tôi chỉ người đàn ông, tôi nói với ông câu này. Tại vì đàn bà nó ngu quá, nó nghĩ nó ham tiền nó ăn được ông chứ nó ngu quá. Cái đầu ông á già hơn tụi nó nhiều. Nhưng mà có cái là người ta đặt ông là ông Năm Khùng là đúng, tôi xác nhận. Nhưng mà tôi chỉ nói với chú một câu này thôi, à, mình sống sao mình để đức lại cho con gái mình đi. Còn đây nè, tôi chỉ nói với mấy anh đầu tiên, Năm Thầu Duyên với con dân á, với con lành á, nó cũng muốn lấy tiền Mạnh Thường Quân nên nó mới như vậy thôi. Chứ xin lỗi mày, cái bản thân tao đi bây giờ cố mà đi lụm bịch đi lông đi chăng nữa, khi quay tao đưa lên cái mặt nè, ngày hôm nay tao mới đưa cái mặt tao lên để cho xã hội tao biết, hiểu không?
mình sống sao mình để cho đức lợi con cái, mình sống sao mình để cho xã hội đừng nguyền rủa mình. Còn năm ba công sầu riêng xã hội đâu. Còn mấy người đàn bà tôi thiệt đến với anh, đến với ông chú Năm, cái đồ đàn bà bẩn thỉu không, nhưng cô lành là người người ta khổ quá, nhưng mà người ta còn có sĩ diện như vậy là dục bỏ chạy. Còn nè bây giờ nè, nói tới con dân nè, mày nhớ mặt tao không dân? Mày đã từng với cái thằng Giang thằng gì á nói mày á là đứng công viên Phú La, đứng làm gái công viên Văn Lang, mày nhớ tao không? Thằng đó nó không dám nói thẳng với đối bản thân tao, nó nói thẳng với mày dân, tại sao con mày nó không tôn trọng mày là gì? Mày đã từng làm gái ở đó, bản thân mày như thế nào? Bây giờ quá khứ nè tao bỏ nè, nhưng mà mày phải biết làm lại cuộc đời mày đi. Giờ mày hại chi, hại chi, hại mẹ mày chi? Mày nói là tôi hiền lắm, mày lôi cha mẹ mày ra mày để mày làm. Thiệt tao thương, tao thương, tao thương là thương cha mẹ mày, đúng không? Tao thương là tao thương cha mẹ mày thôi. Người ta đàng hoàng, nhưng mà mẹ sanh con trời sanh tánh, tao không có trách người lớn được. Mẹ anh chết rồi. Còn nếu mà trách người lớn là trách mày với con mày đó, bản thân mày như thế nào con mày mới ra nó nói với mày những cái từ đó. Mày nhìn mà kỹ mặt tao mà. À, tuổi tao coi gái từ công viên Phú Lâm ra tới đường Tú Xương tao lấy tiền tụi bay từng mỗi ngày mà. Mình sống sao đi, rồi con mình nó mới biết tôn trọng mình. Mày đúng là mẹ chưa? Mày đúng cái lỗi đạo làm vợ chưa? Mày lên mạng mày nói con gái mày thương cha, thương bên nội nó, tại vì cha nó đúng. Còn mày sống nè, nếu mà mày đi làm đĩ, mày nuôi con cái, mày nuôi chồng mày đó, thì xã hội người ta còn chấp nhận. Còn bản thân mày chưa nên nết nên gì á, con mày nó nói mày một câu á, tại vì á bản thân mày á đã từng dùng từ ngữ với con mày như thế nào. Bản thân mày á, những người người ta coi người ta nghe không hiểu á thì nó còn ấy, phải không? Còn tao kẹt, tao nhìn phớt qua thôi tao đã hiểu rồi. Mày lên cộng đồng mạng mày đưa đầu đưa gió đưa các cái cho người ta bóp đủ mày ít nhiều mày cũng có xui ra nè. Cái thứ hai nè, dễ mày coi mày ra gì nè, rồi bên xui ra mày coi mày ra gì nè, rồi mày còn lôi về tới gia đình ông bà mày nói đủ ba cha tôi. Thiệt tao nói thiệt mày, cha mày rất là dễ, tại cha mày không bao giờ luồn bỏ con như mày đâu, nên tao tội nghiệp ông bả thôi. Còn mày nói là con tối lên kinh này nọ nói gì đủ mẹ mày, lấy xe người ta, lấy xe con mình đi, mình phải biết cái trách nhiệm như thế nào mới, nếu mà mình là mẹ mày tới ngày mày hứa mày trả tiền xe cho con mày cái mày phá máy mày nói mày hết pin. Người ta không dám nói thẳng chứ tao, tao hiểu mày nhiều mà, tao nói thẳng cho mày biết, mày nói máy mày hết pin. Mày nghĩ chắc mày dễ ăn ông Năm Khùng đó mà,
Sao mày dễ ăn cái cộng đồng mạng lắm hả? Nè, tao nói cho mày nghe nè, mày tự mày coi mày lại đi dân à. Tao với mày bằng tuổi đó. Mày coi lại sống cái cách sống của mày đi. Tụ má, tại sao tao bước cẳng ra đường là một anh hai anh? Còn bản thân mày, con mày, mày còn dẫn tôi coi mày này như thế nào? Nó rất tôn trọng nên nó nghe là nghe cái điện thoại mày nó còn nói à, tôi nghe. Chứ hồi xưa giờ mày biết không, mày sống ở con mày trong gia đình mẹ ai biết, tại vì ông bà già ông thương mày, tao tội nghiệp cho ông. Nên nhiều người, nhiều chị em phụ nữ, nhiều cô, nhiều chú lên phàn nàn, nên á mấy người đó người ta không dám nói thẳng. Nhưng mà thôi, xin lỗi ở đây nè, mấy mấy chị mà đã lên ha, là mấy cô, từ mấy cô Việt kiều bên Pháp ha, là thôi nói chung là không phải là người Việt Nam mình bất mất chắc đâu mấy cô mấy chị ơi. Tại vì một hai phần tử thôi, một hai phần tử thôi, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là do mấy thằng Bluetooth nè, nó muốn có tiền lê, muốn có tiền, muốn có tiền này nọ đủ má làm tầm bậy tầm bạ. Để xong cái chuyện này đi rồi tôi sẽ lên thành phố tôi hỏi cái vụ mà lưu ba bên cộng đồng mạng này như thế nào, chứ tôi không phải như á bà dân á làm à, như thằng ấy á, nói à, cái gì bằng để thưa, tôi không có thưa, lên tôi hỏi thôi cho mấy cô mấy chị và mấy anh em trong cộng đồng cái diện vậy, mình làm sao cho coi nó được. Còn những cái thành phần, những cái loại, ví dụ tôi đây, tôi rất là quan ngân những người kết nối yêu thương, người ta cần một cái sự yêu thương thiệt, nhưng mà mình phải như thế nào thì mình mới quay lên cộng đồng mạng, để chi mình hỏi trước đi, giờ mình mới quay lên để cho có một người, ví dụ người ta kiếm một nửa yêu thương khác. Còn như miễn cái bà cái mặt xua cái đứa đích khỉ nữa phải đòi Việt kiều có chịu à, tôi hy sinh với con cho con cái tôi à, con cháu tôi, con cháu tôi đông đó. Cái thành phần đó mà tại sao tụi bay không hỏi trước ở dưới mà tụi bay quay lên chỉ cho nó ô uế xã hội vậy? Rồi nhiều bà tao nói thiệt á, con heo á nó còn cái trắng, còn nhiều người đen thui đen thích y chang mà thiệt. Bằng đêm mà cởi đồ ra, xin phép ra nha, cởi đồ ra cái bà tắt lửa bà tối đèn như ngày xưa mà xài đèn dầu á nha, không thấy bà đâu á, mập như con heo, cũng đòi Việt kiều, Việt kiều Úc. Tụi bay làm Bluetooth, tụi bay làm thì tụi bay có tiền, tao cũng rất là công nhận để làm có tiền, nhưng mà mình kết nối yêu thương, mình không kết nối thôi, mình kết nối phải làm cho đàng hoàng, mình phải hỏi ở dưới trước, chứ không có lên cộng đồng mạng, đâu phải Việt Nam mình coi đâu mấy em, ở xã hội này người ta coi rồi á, ở nước ngoài ta coi nữa, người ta thấy cảm thấy người ta cười mà ta đái vào quần mà ta không biết là đái hỉ luôn. Ở đây nè chị, nếu nè mà nói không phải là nịnh nọt a là gì, chỉ có kinh của thằng Nguyên thôi thấy làm rất là ok. Còn tụi bay đủ má câu like câu view câu có con cặc, nè ca phu chợ đầu mối điện, giờ hồi chút xíu tao nói tới hải bánh, rồi tao nói tới cô trong nhà chiếc kem chiếc phấn, tay bả làm đĩ ngày xưa giờ mà chiếc kem chiếc phấn, tụi bay cũng quay, tụi bay làm vậy chứ. Rồi thêm là cái nhỏ nào mà Mạnh Thường Quân mà 100 triệu mà để nè, đừng bao giở trò đó. Cha mẹ con nhỏ đó nói thiệt, nó lên á, con nhỏ mà lên á điện thoại cho ông Năm mà để tài chuyện
mấy cái trò đó xưa rồi em. Cái trò đó xưa rồi. Anh nói thiệt với em ha, là hay, thôi xin chị đi, tại vì mình không biết tuổi tuổi ta nè, xin chị. Nhiều khi cha mẹ chị ở nhà ăn trái cây chị chửi bới, chứ đừng đạo đức giả mà để tung lên ba cái mạng đó mà để mà lấy tiền người ta, không có đâu. Xin lỗi chị. Còn chị Mạnh Thường Quân thật, mảnh ghép và mảnh đời khổ quá nhiều ở ngoài kìa chị. Còn nếu mà chị nè, nếu mà ông Năm với bà Dân tổ chức đám cưới nè, xin lỗi nè, số của tôi, hỏi thằng em, chị điện cho tôi đi, chị cho 100 triệu tôi cho 200, không biết mày giàu bao nhiêu mà mày dở trò đủ má nó chị tàu lâu chứ tôi. Nè bữa nay lên đây là nói là đừng bao giờ mà cái chuyện tầm bay tầm ba lên trên mạng xã hội đi. Mạng xã hội để làm gì? Để cho con cháu tụi bay, gia đình tụi bay để học hỏi, chứ không phải quay cái tàu lao thiên tướng đâu. Dạ, Nam xin chào tất cả ông bà cô chú anh chị đang theo dõi kênh Lan Trang Kiên Giang. Thì bên Nam có bán nước cốt nhào mật ong gừng nguyên chất gừng sơn la. Nước cốt nhào thì đặc trị đau nhức quai gáy, đau xương khớp, đau thần kinh tọa, đau cột sống. Thì ông bà cô chú nào anh chị nào muốn mua nước cốt nhào và mật ong gừng thì hãy giống như là Nam để trên màn hình, thì ông bà cô chú anh chị hãy liên hệ về số điện thoại của Nam để mình giữ, để mà Nam sẽ giao hàng tận nơi, giống như là ship hoàn toàn miễn phí toàn quốc nha cả nhà.